Mới đây tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã có buổi hội đàm với Bộ trưởng Bộ Kinh tế Bulgari Emi Karani Kolov. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chúc mừng những kết quả tích cực mà nền kinh tế Bulgari đã đạt được, đặc biệt là những nỗ lực của chính phủ Bulgari nói chung, Bộ Kinh tế Bulgari nói riêng trong việc hoàn thiện môi trường kinh doanh và cải cách hành chính tại buổi hội đàm bộ trưởng trần tuấn anh đề nghị các bộ ngành và doanh nghiệp hai nước cùng phối hợp chặt chẽ thực hiện hiệu quả những biện pháp cụ thể như nghiên cứu nâng cao hiệu quả hoạt động của ủy ban liên chính phủ việt nam bungary về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật hai chính phủ các bộ kinh tế công nghiệp và thương mại cần có kế hoạch tăng cường trao đổi các đoàn của các cơ quan chính phủ cũng như đoàn của các doanh nghiệp các tổ chức xúc tiến thương mại đầu tư để tăng cường giao lưu và trao đổi thông tin giúp các doanh nghiệp có hiểu biết đầy đủ cụ thể và có sự hỗ trợ kịp thời của các cơ quan quản lý nhà nước để làm được điều đó Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam đề nghị Bộ trưởng Bộ Kinh tế Bulgari giao cho các cơ quan đầu mối hai bên nghiên cứu xây dựng và ký kết biên bản hợp tác về xúc tiến thương mại, trong đó cùng chia sẻ, hỗ trợ và định hướng các thông tin về doanh nghiệp, thị trường, cơ hội xúc tiến thương mại giữa hai nước đề nghị phía Bulgaria ủng hộ việt nam trong việc thông qua hiệp định thương mại tự do với liên minh châu âu kết thúc hội đàm bộ trưởng trần tuấn anh và bộ trưởng emi karanikolov một lần nữa bày tỏ sự tin tưởng trong việc hiện thực hóa thành công tiềm năng to lớn trong quan hệ kinh tế thương mại việt nam bulgaria đồng thời khẳng định sự cần thiết phải tối ưu hóa và tăng cường hợp tác hơn nữa trong tất cả các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm